Chào thầy và các bạn. Thì tiếp theo trong cái chuỗi video về môn thực tập vi xử lý, thì hôm nay mình sẽ làm phần về phím ma trận. Tiên chúng ta sẽ tạo một cái folder về ổ đĩa D, chọn thư mục vi thực tập vi xử lý để lưu. Ta tạo một cái folder mới đặt tên là phím ma trận. Sau đó chúng ta mở phần mềm CCS. Chúng ta tạo một cái file mới lưu trong thư mục chúng ta vừa tạo khi nãy. Thì trước tiên hết thì vẫn là khai báo thư viện trước. Mình sẽ copy cái đường dẫn thư viện nha. Thì đầu tiên hết là chúng ta phải khai báo cái thư viện BitKitship 1 đầu tiên. Sau đó là đến cái thư viện của phía mặt trận. Chúng ta cũng copy đường dẫn. Thì ở đây có rất là nhiều thư viện mà các thầy đã viết sẵn. Ở đây mình sẽ lấy cái thư viện 138 này. Tiếp theo là sẽ khai báo biến. Thì trước tiên mình sẽ sử dụng cái bàn phím ma trận để điều khiển 32 lít đơn. Sẽ khai báo biến y. Và một cái biến để lưu cái mã phím lại, mình tạm gọi nó là cái biến mã phím. Tiếp theo sẽ là đến cái viết chương trình, viết thân chương trình. Void main. Các bạn nên nhớ là trước khi mà chúng ta viết while chu thì chúng ta phải gọi một cái hàm là setup bot ic chốt. Thì trước khi mà viết cái chương trình trong WeChu thì mình sẽ nói sơ về cái ma trận phím. Ở đây mình có vẽ một hình để giải thích cho các bạn.
Thì mà chọn phím thì nó là sự kết hợp của nhiều cái phím giống lại với nhau. Thay vì các bạn muốn có 10 16 phím giống đi thì các bạn phải tốn 16 chân. 16 chân kết nối với con vi điều khiển. Thì việc này sẽ làm rất là heo heo chân, heo phí chân của vi điều khiển. Thì để giảm thiểu cái tình trạng đó thì người ta đã tạo ra cái ma chậm phím. Thì ở đây mình có một cái ma chậm phím 4x4. Thì làm sao để mà mình biết khi nào một cái phím nào đó được nhấn? Thì ở đây là cái ma chậm 4x4 thì sẽ có 4 hàng, 4 cột. Cho đây là cột 0, cột 1, cột 2, cột 3. Hàng 0, hàng 1, hàng 2, hàng 3. Thì để biết khi nào mà một cái phím nó được nhấn thì đầu tiên là chúng ta sẽ cho tất cả các hàng nó đều bằng 1, bằng cái việc là chúng ta sẽ có một cái con trở kéo lên kết nối với một cái nguồn VCC thì nó sẽ làm cho tất cả các hàng đây bằng 1. Sau đó tôi sẽ truyền 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 cái bit không vào từng cột. Thì thứ nhất là cột 0, cột 0 chúng ta sẽ truyền nó vào là 0 1 1 1. Thì giả sử là cái giả sử là cái phím này nó cái phím 1 này nó được nhóm, thì lúc này điện áp ở cái cột 1, cái cột 0, điện áp cái cột 0 này nó đang là 0, thì cái hàng ở hàng nó là 1. Thì nếu mà cái phím 1 này được nhóm thì điện áp cái điện điện áp ở hàng 1 sẽ bị kéo xuống 0. Thì khi đó ta đọc dữ liệu chân ở cái hàng 1 này chuyển về con vi điều khiển, chúng ta sẽ biết là cái phím này nó được nhấn. Và tương tự như vậy, chúng ta sẽ muốn biết ở cái cột thứ hai có cái phím nào được nhấn thì ta sẽ truyền nó là 1011. Rồi kế tiếp là cột thứ hai, cột thứ ba, 1101111. À xin lỗi, cái mẹ ở đây là 0 1110. Thì cứ như vậy làm liên tục như vậy. Thì để biết làm sao cái mã phím nó mang giá trị nào thì ở đây chúng ta có công thức là mã phím sẽ bằng cột nhân với 4 cộng với hàng. Thì cái công thức này ở đâu mà có? Thì các bạn học toán cao cấp rồi thì các bạn xem lại giùm mình. Đó mình là giải thích sơ về cái bàn phím ma chậm. Thì mình quay lại phần viết chương trình. Thì đầu tiên mình sẽ cho cái mã phím bằng, ở đây mình sẽ sử dụng là khay đao. Nếu mình cho là nếu mà
cái nhóm cái phím không, thì led sẽ sáng dần. Còn nếu mà nhấn phím số 1 thì led nó tắt dần. Ở đây mình sẽ tiến hành biên dịch thử. Vậy là không có lỗi nha mày. Mình sẽ qua phần mềm để mô phỏng. Đầu tiên là nạp chương trình. Mình sẽ chạy thử. Đó, các bạn sẽ thấy từng hàng, từng cột nó sẽ lần lượt là mức 0. Đây mình nhấn. Rồi phần mềm mô phỏng của mình nó chạy không nổi luôn các bạn. Do nó thực hiện quét liên tục ấy. Máy mình cấu hình cũng hơi yếu cho nên là phần mềm nó chạy không nổi luôn. Thì đó, mình đã giới thiệu cho các bạn về cái ma trận phím 4x4 là như vậy. Thì để các bạn hiểu hơn, mình sẽ từ cái chương trình này mình sẽ cải thiện nó lên một chút. Thì ở đây là nếu mã phím bằng không, mình sẽ không cho con led nó sáng mà mình sẽ cho nó thực hiện một cái chương trình nào đó. Ở đây mình sẽ lấy một cái thư viện về các hiệu ứng của led. Ở đây nếu mã phím bằng không thì mình sẽ cho điểm sáng nó dịch. Ở đây tham số thứ nhất, đây nó truyền vào hai tham số, cầm truyền vào hai tham số. Tham số thứ nhất là tham số delay, mình cho nó delay 40 ms. Còn chọn delay thì ở đây mình không sử dụng, cho nó là không. Thì nếu mã phím bằng 1 thì mình cho nó thực hiện cái chương trình thứ hai. Như ở đây mình lấy điểm sáng gì, điểm sáng dịch mất dần. Mình cũng tiếp tục truyền vào tham số điện đây là 40 ms. Thì đối với cái dạng chương trình này thì khi mà chúng ta chỉ cho cái mã phím nó bằng key 4x4 thì khi mà chúng ta mô phỏng thì chúng ta thấy khi chúng ta nhấn phím không thì cái chương trình con này nó chỉ thực hiện có một lần thôi. Tại vì khi mà chúng ta nhấn phím không thực hiện một lần, xong rồi nó nhảy xuống đây, xong rồi nó quay về, lúc này cái mã phím nó đã trở về cái giá trị là không biết FF, nó không còn là không nữa, nên cái chương trình này nó không thực hiện. Do đó chúng ta nhấn phím không liên tục thì mới thấy được cái chương trình nó thực hiện. Thì để khắc phục cái điều đó thì
mình phải tạo một cái biến để lưu cái trạng thái của mã phím này lại. Thì mình tạm gọi nó là cái biến trạng thái mã phím. Thì cái mình sẽ cho trạng thái mã phím này thành key down. Rồi nếu mà cái trạng thái mã phím này nó khác 0xff thì lúc đó là chúng ta có nhấn phím thì cái mã phím nó sẽ bằng cái trạng thái mã phím. Mình thử ghi nhận cho các bạn xem. À, nó báo lỗi rồi. À, ở đây mình không xài biến y nữa. Đó là bỏ nó đi. Không có lỗi như vậy. Thì mình sẽ giải thích lại chương trình này là khi mà mình sẽ lưu cái mã phím. Khi mà chúng ta có nhấn phím, khi mà chúng ta có nhấn phím thì cái mã phím thì cái mã phím sẽ bằng cái trạng thái mã phím. Rồi à, xuống đây thì rồi lúc đó thì cái mã phím, nếu mà nhấn phím không thì chương trình này thực hiện, nó thực hiện xong rồi về đây thì cái mã phím này vẫn bằng cái trạng thái mã phím thì nó sẽ tiếp tục thực hiện, thì nó sẽ không còn bị cái lỗi là nó chỉ thực hiện cái chương trình này một lần nữa. Thì rất tiếc là do cái phần mềm mô phỏng nó không mô phỏng nổi, cho nên mình không thể mô phỏng cho các bạn xem được, thì mong các bạn thông cảm. Thì video của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn thầy dạy các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.